Làm sao mà giảm cân được 18 kg trời. Cân nặng năm 2021 là luôn tầm 78 kg. Vì mình ăn nhiều. Từ cuối năm 2021 tôi nghỉ công ty xong quyết định là thay đổi chế độ ăn vì sức khỏe. Ăn trái cây vào mỗi buổi sáng. Nước dừa nè, thanh long nè, thêm bột cần tây, bột diếp cá, xay ra sinh tố uống, thêm hạt chia hoặc là granola, ngũ cốc á, thì càng tốt. Ăn như thế nào thì có thể lên fanpage Facebook của Làng Ăn Thô, admin là của WinCare, thì thấy menu rất đầy luôn, mọi người chia sẻ cách ăn hiệu quả ra sao. Tôi cũng có ăn như vậy nè, mà quan trọng nhất là có phù hợp với mình hay không nha. Còn trưa và chiều thì ưu tiên muốn ăn thực vật, ăn sống thì càng tốt nha. Còn ăn thịt thì rất hiếm hoặc là không. Còn hải sản thì chỉ ăn những nơi gần vùng biển thôi. Đi ăn quá trời mà mình không để ý răng của mình càng ngày càng bị méo. Ôi trời ơi, nên là phải đến nha khoa chuẩn bị niềng nai trong suốt. Chụp X-ray xong bác sĩ phát hiện là cần phải nhổ ba cái răng khôn mà bị sâu nặng lắm. May quá vì được nhổ trước khi sâu vào tủy răng, chứ không là đau nhức dữ dội mỗi khi ăn uống đồ cứng, nóng và lạnh. Bị sâu thì bị lây răng xung quanh mà khó vệ sinh lắm. Nói chung giờ vệ sinh tốt hơn và sắp được trở lại răng con người từ răng con chuột. Quan trọng nữa, tập thể dục mỗi ngày. Đi bộ nè, đi chạy nè. Tập thể dục giúp tăng cường sức khỏe cho trái tim. Ủa sao gầy quá vậy? Có bệnh gì không nhở? Mình lấy máu nè, mình lấy tiểu nè, gan, dạ dày. Đây là những kết quả mà mình đã khám. Không sao cả. Cũng hơi gầy rồi, bây giờ 60 kg rồi. Mình tôi bắt đầu sẽ ăn nhiều hơn và tập tạ nhiều hơn.